Không chịu. Băm thì nè. Bao đi băm một lúc nữa nát cái cán rồi. Chúng chụp đấy. À, chụp đấy. Đừng có đưa không kìa. Tắt được. Thôi ok đấy. Cái miếng này nát rồi. Ok nhá mọi người nhá. À, được một phản cá luôn. Gần như là mổ lợn này. Như là mổ lợn luôn. Hết đấy. Đấy, bây giờ sẽ bắt đầu cho ra để kho nhá mọi người nhá. À, rửa lại đã. Nhìn cá ngon không? Nhìn như kiểu là một khúc cá hồi sashimi. Sướng nhá mà. Cắt trắng á. À, nhiều kinh khủng mọi người ạ. Ok nha mọi người nha. Được một phản thịt luôn. À, một phản gọi là thịt cá. À, bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu kho nhá. À, từ từ. Đấy. Đấy. À, lớp một lớp riêng ở dưới để cho nó đỡ cháy nồi nhá mọi người nhá. Con gì đấy bố? Con gì? Con gì? Con cá. Biết đi con hỏi. Bố mang cái gì đấy? Cái chân. Điện đánh đấy. Mang gì đấy? Hả? Con chấm cỏ rõ ràng nó bé hơn mà đầu to hơn anh nhỉ. Đầu to chấm cỏ to hơn nhiều mọi người ạ. Ừ, đây. Bây giờ sẽ bắt đầu kho nhá. Cái đầu, cái xương đấy thì mình sẽ đặt ở dưới cho nó mục. Đó. Rồi. Xong đến những cái thân to này nhỉ? Ờ đúng rồi. Đuôi. Ơi trời. Ở đây nó có vây này. Lót hết ở dưới. Đó. Kia có cái lỗ vây nữa kìa. Xếp vào cho nó ngay ngắn nhá mọi người nhá. Có miếng nào to dày nhất thì xếp vào dưới mọi người ạ. Xuống chưa? Đấy, làm một vòng quanh đã. Còn một con cá chấm đen nó dày thịt xuống. Chấm cỏ nó bé hơn. Nhưng mà kho nó ăn ngậy nhỉ. Kho ăn ngậy. Kho ăn cực kỳ phê. Nhất đâu là kho mục, cá kho mục mà ăn cơm thì đúng là chấm hết cuộc đời. Hết nước chấm. Hết nước chấm. Rồi, từ từ, để lấy riêng xay. Đây là riêng xay mua nhá. Như riêng chặt lúc nãy là riêng của nhà, thế nên nó hơi đen, riêng xay này. Không biết nó cho cái gì ấy mà để vàng lâu lắm đẹp. Để lâu lắm nhá. Để lâu vàng lâu lắm. Nó không bị thâm như riêng anh em mình đào ở ngoài vườn. Riêng này nhìn nó còn chặt chất một tí anh nhỉ. Nó còn nổi nổi này. Riêng đây riêng người ta xay mi vàng óng nha như kiểu ruốc ấy. Rồi. Tiếp tục. Được một nồi gang nồi 60 à nồi 100 luôn nhá mọi người nhá. Nồi được 100 luôn. Đầy ắp cả là cá luôn. Nồi mà 5 con chắc đều tràn luôn nhỉ. Hôm nào mấy mà hai con của anh ấy 5 con thì em nhỉ. Sụp. Đây bà. 7 con luôn. Hôm nào anh em mình sẽ làm một món toàn về cá khoảng tầm 5 đến 7 con cá chấm đen nhá mọi người. Nghĩ ra món ăn gì hay hay không để anh em mình đi câu về để làm.
ok nhé mọi người nhé. Đây là nước anh em mình đã chuẩn bị sẵn. Nước kho cá. Nước dùng rất là ngon luôn. Đấy nhớ phải tưới đấy cho mới rắc riêng lên kìa. Cũng được. Ok nhé mọi người nhá, vừa khéo luôn. Tuyệt vời. Cho nó ngấm. Ít nữa anh em mình kho khoảng độ 5-6 tiếng thì bắt đầu bồi thêm riêng nhỉ. Riêng lên. Rồi, xin vào lấy bật lửa cho bố. Ok luôn. Ok nhá, bây giờ chỉ có công việc là kho thôi nhá mọi người nhá. Mình dự kiến sẽ kho khoảng tầm từ giờ đến trưa là tầm 3 tiếng thôi. Kho thế thôi. Cho xong rồi bắt đầu sẽ đem cho mọi người hàng xóm thưởng thức món cá anh em mình câu được. Oanh phết đấy, cá cháu câu đấy. Hôm nào một câu được giải. À, chuẩn bị anh em mình có đi thi một cuộc thi câu lục lớn nhất Việt Nam nhé. Mọi người cứ theo dõi nhé, 24 tháng này trong Thanh Hóa nhé mọi người nhé. Nào, lấy dầu ăn như kia đây nhé. Ok nhé mọi người nhé. Nồi cá của anh em mình đã khá là ok rồi. Thơm lắm này mọi người. Nhìn cái nước nó sột sệt này. Đấy, cái nước này mà rất tiếc là trời chán, sắp chán vào cơm. Không, trời sắp mưa rồi chứ không mình mà kho cạn cái nồi cá này thì đúng là đẳng cấp luôn. Nước nó sột sệt ngon cực nhá. Anh em mình phải làm vội không nó mưa mất, trời sắp mưa rồi. Để lại hôm nay nhà mình khá là đông người thế nên là sẽ để lại khoảng tầm 4 khúc để tí nữa ăn cơm. Còn đâu sẽ cho các bác hàng xóm cùng thưởng thức cá kho riêng với anh em mình. Thành quả một buổi câu của anh em mình nhá mọi người nhá. Đó, mình sẽ để lại 4 khúc nính nhá. Ngon rồi. Nhưng mà kho cạn. Tiếc cái là không kho được cạn nó. Kho được cạn nó quá. Cái này có cái nầm thích nhỉ. Nầm lắm rồi. Hai miếng. Cá khô mà để thích ăn nhất là những cái phần nầm, phần nào béo nhất thì thích ăn. Ba miếng, ui không lấy tay được. Tay nó không lấy đâu. Không, miếng đầu thì ngon nhỉ, nhưng mà nó ở dưới không lấy được. Thế là thôi. Ui ôi, cào dính mất rồi. Cào dính bên dưới à? Ok. Rồi. Đây, để lại đây trưa anh em mình ăn trưa nhé mọi người nhé. Bây giờ sẽ bắt đầu hành trình cầm muôi cho anh. Okay. Nguyên này, khiêng cho anh hát, khiêng lên đây. Từ, cho xe vào đấy đã. Không biết mỗi nhà được 2 khúc không, nhưng mà thôi, cứ đi đã. Ok. Let's go. Let's go. Ê, cá kho riêng đây. Ơi, Thu ơi, làm miếng cá kho không? Hôm qua câu được nhiều cá quá. Vâng. Ấy, ông lấy cái ông, lấy cái ông. Ôi, cho cháu miếng cá kho nào. Hôm qua... Ôi, to đấy. Hôm qua được... 5 gọn. Mấy gọn phải đặt? 5 gọn. À, nhiều thế. Ba con. Ê, làm cá kho. Cá kho riêng. Là cá. Thì cháu cho cả nước, ông mà thấy nhạt thì ông nấu lên. Rồi. Sợ mưa quá thế nên là không kho cạn được. Đấy. Sợ mưa nên không kho cạn được. Câu được 5 con kìa, to thế. 5 con. Câu được 7 con đấy. Tổng 7 con. Chấm đen, chấm trắng. Cho cả nước. Cho cả nước à, nếu mà thấy nhạt thì cho nồi. Thôi, thế là bây giờ là đi chia là cho bà con hàng xóm. Đó, ok. Hơi nhạt đấy nhưng mà nấu
sắp mưa rồi thế nên là rồi để làm nhanh. Để đấy nhá. Nhạt okay. Nhạt thì sau rồi ai muốn ăn thì còn tra thêm được. Ok ok. Mặn mặn thì không chữa được mọi người ạ. Mặn cho thêm nước. Tẩy canh. Ok. À, dự kiến là mỗi nhà hai khúc mọi người. Mỗi nhà hai khúc là thưởng thức chấm riêng. Chấm khúc. Hôm nào thì câu được. Cá kho đây, cá kho curry đây, chấm đen chấm trắng này. Tiền ơi, tao đợi ơi. Ông trời ơi, ông trời ơi, ông Tấn bắt tiền ơi. Cá kho, cá kho, để ông đây, để ông đây, cá chấm chấm khủng, 20 cân. Kéo cả xe lôi đây. Xe ba gác. Ô tô anh em mình đấy, ô tô. Hôm qua là Mao Đệ câu một hồ, mình câu một hồ, thế nên là cá của mình về trước, cá Mao Đệ về sau. Rồi. Bữa nay mua bằng xe ba gác đi kéo cá nghe rồi. Nặng quá không chở. Mình mua xe về để chở cả tạ cá mà không ai tin. Cho cá qua nước. Phải được bao nhiêu cân cá nhỉ? 5 con. Nó phải được 50 cân. 50-60 cân. Bốn con chấm đen của em đã bao nhiêu cân? Bốn con chấm đen. Nhà đông người. 5 con đấy phải được 40 cân. Cho thêm nước, cho thêm nước. Ui xa. À, đây tí nước nữa. Quả xe lôi kéo. Với anh nêm thêm muối cho em có đấy. Ừ, nhạt thì cho vào kho thêm. Ok. Tiếp tục. Anh chị. Đây này, đây này. Lực ơi. Anh Lực ơi. Chào. Lực ơi. Lực ơi! Lực ơi! Lực ơi! Cha ơi! Lực ơi! Mẹ là vui chơi đấy kìa! Không ai nhả? Lực ơi! Không thấy có ai nhả? Đúng chưa chị đâu? Đi đến nhà bạn cho cá để ăn trộm cả đấy. Ăn trộm cả bún sữa. Chín. Xem nào. Xanh. Xem. Con đang sắp giảng rồi. Con mà tầm này bắt về nuôi là đẹp nhưng mà thôi. Chim của nhà. Chim nhà nuôi. Xem nào chín không? Không chín. Mỗi người một nửa. Ok, mỗi người một nửa. Cầm. Đi ra đây rồi đó. Đang nửa này. Khôn đấy. Vú sữa ngon chưa mọi người? Vú sữa trắng. Mời tất cả mọi người nhá. Vú sữa trắng. Vú sữa trắng thơm ngon của nhà hàng xóm. Mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa. Giờ tôi ăn liền. Không thấy ai. Thôi tí nữa đảm vòng vòng về. Ngọt lắm không ạ? Ông chú ơi, làm miếng cá kho bà. Chú ơi, lấy bát đấy, lấy âu đấy, làm miếng cá kho. Bát, ông cũng ơi, mình làm miếng cá kho bà. Chặt xả. Ngọt quá rồi ạ. Cá kho gì đấy? Cá lực đi đâu? Cá kho chấm
câu được nhiều quá, kho cho mỗi nhà vài miếng. Cho mỗi nhà vài miếng à? Vâng ạ. À, cầm đây. Cá kho tương hả? Không, cá kho riềng. Kho riềng. Kho riềng. Đây. Cũng mềm rồi đấy nhưng mà chưa đủ độ mềm đâu. Mới kho được khoảng 3 tiếng ạ. Mới kho được có. Đây đây. Đây. Cục nữa. Cục nữa. Đây cho ít nước vào. Có chứ, từ từ cho nước vào, nước ngon nhất cái nước. Rồi, ok. Ok không? Ok bạn. Ok bạn. Ok. Đây, còn bác Toàn này. Toàn ăn cá kho. Toàn ăn cá kho. À, cá rồi. Sao mặt mũi nghe quẹt quạt đấy? Chị chết về cá đây. À, chết về cá. Đây ta đã khúc kìa. Đấy bác về lấy bác. Đấy đi, xong rồi đi xong bây giờ nhá, sang nhà bà nhá. Ok. Đấy, bảo là ta không ăn cá đâu. Nhưng mà thấy cái mình không ngon rồi. Mở ra thấy ngon quá, ta làm khúc. Bác Tư ơi. Bác Nguyên đâu? Bác Tư ơi. Cá kho không? Cá kho. Cá trắng. Qua câu được tạ cá. Bác lấy cho bác lo hả? Bác. Cá kho riêng. Qua câu được tạ cá. Qua được một xe lôi à? Một xe lôi. Có cá câu được hết rồi mà. Mình câu được phát cả xóm biết là câu được nhiều cá luôn. Đấy, nhưng mà chẳng ra là mình câu. Anh em mình câu. Thôi, bớt anh lại. À, anh đây trong này có hai con của tao đấy. Nhưng mà em góp một con trắng đen to. Mày góp có một con thôi. Nhưng mà sao? Phải góp hai con vào đây. Hai, một con trắng đen này. Kiệt chỉ. To hơn cả hai con trắng trắng. To hơn nhưng mà bằng thế nào được hai con? Một trắng đen của mình to hơn cả hai con trắng trắng. Ok. À cái kèo kia thế nào nhỉ? Kèo gì? Kèo mùa hè. À có chứ. Phải có kèo ấy. Có chứ. Sáng nay anh vừa gặp cụ Long người ấy mà. Giống mùi. Siêu cay à? Đâu. Kho riêng. Nấu kho riêng. Kho riêng đấy. Chấm lo cái gì? Vâng. Trắng trắng thì chỉ được 3-4 con thôi. Nếu là một con trắng đen 8 cân. Eco à? Anh chị nè. Ok anh. Rồi, ui dồi, nghe nào cái âu ấy. Có đây, cho tí nước. Nghe cái âu nghe đó, nó nhèm thế. Mùi thơm nhỉ? Cái nước nó ngon. Anh cho thêm cả nước thì thơm đấy. Đâu có nước riềng luôn hả? Nước riềng à? Ừ, tôi rồi mọi người ạ. Nước riềng, nước riềng. Nhà bà mà anh em mình từng tặng một chiếc ghế massage, à đâu kết hợp với vâng bắt lấy cháu cái ống. Thơm nhỉ? Em muốn thử lắm rồi nhưng mà thôi đợi để chưa bụng tiếng về ăn cơm ngon rồi. Ở nhà bà có điện không? Bà có. Bà là được ăn đầu tiên. Ôi trời ơi. Cá chấm. Bà. Cá chấm. Chấm hôm qua cháu câu được ấy. Ôi trời ơi. Thích giỏi nha. Câu được 5 con này. Kìa câu ao nào đấy. Cá chấm đi. Không. Ao nó đó. Hay là ao nhà anh Phương mới xoay rồi đấy. Đi câu dịch vụ ạ. À thế. Ngon.
cho bà Chín nhé. Dạ vâng. À, cảm ơn cái cậu. Vâng. Chín ơi. Ôi, cắm một to. Vâng. Nếu mà nhạt bà cho thêm muối vào bà nhé. Không, bà chỉ muốn cắm nhạt thôi. Vâng. Cảm ơn. Chấm đen ngon, thơm ngon. Beep, 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 beep.